Chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, chuột là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Trong tháng 9 khẳng định sẽ là thời điểm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Mậu Tý là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó thì trong tháng 9 âm lịch không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình của mình trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh, phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất, và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã yêu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời còn son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ lại vào tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ ra thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận, sóng gió trong cuộc đời của người Mậu Tý sinh năm 1948. Tháng 9 này, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Trong tháng, đương số cũng rất dễ phạm phải tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật và kệ tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp canh Dương Kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Tý nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp vân vân. Hầu hết những người tuổi Mậu Tý ở tuổi này đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp nữa. Nhưng với những người còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, không ít người sẽ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em, bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó đã kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại về con đường của mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy, kẻo bị lừa lọc và lợi dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 9 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Mậu Tý không có điều gì đáng lo ngại, chỉ có điều tinh thần của bạn không được tốt, bạn gặp phải một số chuyện buồn về một số chuyện đã qua, hãy nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc đó. Tuy nhiên, tử vi tháng Canh Tuất nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được. Tuổi này của các bác, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu nữa, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để các bác nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình.
chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Trong tháng này, các bác cần chú ý khi đi ra ngoài, xem tử vi tháng canh tuất cho thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc vật nặng đem lại. Ở độ tuổi này, chỉ một tai nạn nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của các bác. Khả năng phục hồi gần như là không có, nên phong thủy lục tài nhắc nhở các bác hãy cẩn trọng nhiều hơn, sức khỏe quý hơn tất thầy mọi thứ mà các bác mong muốn. Các gia chủ tuổi Mậu Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, trong tháng canh tuất năm Nhâm Dần, gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa và tốt đẹp. Nhiều thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Nếu đang sống đơn thân, tuổi Mậu Tý có cơ hội gặp gỡ những người khác phái, vun đắp tình cảm ấm áp lúc tuổi già. Có thể ở độ tuổi này, tình yêu không còn quan trọng, nhưng cũng là chút niềm vui an ủi tuổi về già. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng canh tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 canh tuất có nạp âm là thoa xuyến kim, tháng tuất lục hợp mão, tam hợp dần và ngọ thành hòa cục, xung thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, tuyệt thìn. Đối với những người tuổi Mậu Tý trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 9 năm 2022, tức ngày 8 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 9 năm 2022, tức ngày 20 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 9, tức ngày 3 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 9, tức ngày 15 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc cho lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Mậu Tý trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.